Chương trình này được bảo trợ bởi Tổ học Luật sư Linh Đan Anh Ly 1 848 9145 Gọi ngay Mangotools 866-435-9746 để có vé máy bay giáo ưu đại đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345 cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 3 của chương trình cà phê sáng của liều sài gòn tv trước phần quảng cáo thì ngọc lan đang có nói rằng là bộ tư pháp hoa kỳ họ đã ra một cái thông cáo cho biết là họ đã à, truy tố một cái công ty công nghệ sinh học của trung quốc công ty này có tên là hupeox trụ sở là ở vũ hán trung quốc về cái tội đó là tiếp tay cho những cái cuộc khủng hoảng fentanyl ở hoa kỳ à, cái công ty này á thì nó chỉ có ba người thôi có một giám đốc và cùng với ba nhân viên nữa. Theo như cái cáo trạng cho biết, á 10 cái cáo trạng này buộc tội họ tới 13 cái tội danh lận, trong đó là nhiều tội về sản xuất và phân phối fentanyl, rồi bán thuốc mà dán nhãn sai liên quan đến cái việc mà thương mại của liên bang. Theo như cái cáo buộc này cho biết là từ hồi tháng 11 của năm 2016 cho đến tháng 11 của năm 2023 đó, thì công ty này đã bán một cái lượng rất là lớn những cái gọi là cái tiền chất fentanyl cho khách hàng tại Hoa Kỳ. Thì những cái hàng này họ được đưa vào trong Hoa Kỳ á, bằng cách là họ gửi vào những cái container mà nói rằng là đó là đồ nội thất hay là đồ trang điểm vân vân để mà họ trốn tránh cái sự phát hiện của bên hải quan Hoa Kỳ. Xong rồi á, những người mà À, khi mà nắm được cái tin này thì những người nhân viên hải quan hoa kỳ họ mới đóng giả làm những người đến để hỏi mua những cái container đó những cái đồ đó thì cuối cùng thì họ phát hiện ra được thì công ty này đã bị bên à, à, bộ tư pháp hoa kỳ là cáo buộc bán cái chất gọi là xylazin. đây á, là một cái loại thuốc an thần cho động vật à, nó được gọi cái tên tiếng lóng á, là trans và bên họ bên bên bộ nội bên bộ tư pháp Hoa Kỳ cho rằng cái thuốc này nó tràn ngập hết ở các đường phố ở Los Angeles bởi vì người ta biết nó với một cái tác dụng đó là khi rưới cái thuốc này lên trên da thịt của người á thì sẽ khiến cho da thịt đó bị thối rửa ra à, cho nên nó mới có cái tên rằng là, là thuốc thay ma ăn thịt người là như vậy họ gọi tên là flesh eating zombie crook thì cái thuốc này cái mục đích nó dùng là có thể trong các băng đảng nó dùng để nó à, không phải là chữa trị vết thương mà có thể là dùng để mà thủ tiêu các cái xác người cũng có bởi vì cái thuốc này khi mà chế lên thì nó làm cho tất cả nó bị thối rửa ra hết thì nghe là thấy nó khủng khiếp đến mức độ nào rồi thì dĩ nhiên là bên bộ tư pháp hoa kỳ cũng phối hợp với phía bên trung quốc để mà hiện bây giờ là bốn người của cái công ty này công ty này thì cái người mà giám đốc á là chỉ mới có 38 tuổi thôi, cùng với lại ba người nhân viên nữa thì đều bị bên bộ Công an Trung Quốc bắt giữ rồi. Cái công ty này cũng bị giải thể. Nhưng mà cái cáo buộc thì vẫn có. Thì không biết ở trong cái bản tin này không thấy cái chuyện là uh, dẫn độ những cái người đó qua đây hoặc là như thế nào không biết. Chỉ chỉ biết rằng là cái việc mà ở Hoa Kỳ á, là trong thời gian qua là khủng hoảng về Fentanyl là nó được đưa vô bằng rất là nhiều cách, thì ở trong đó là có cái công ty này, họ nói góp phần là tàn phá quốc gia này, à, phải bắt buộc những người này phải chịu trách nhiệm và nếu như những người này mà bị bị cáo buộc đó, thì cái mức tù lên đến từ tối thiểu là 10 năm cho đến chung thân. thì đó là liên quan đến cái việc mà bây giờ chúng ta biết thêm có một cái chất gọi là chất là thịt làm thối rửa thay ma virus thay mà yeah. ờ, nghe tưởng ở trong phim những cái phim kinh dị của hoa, mm. của hoa kỳ ở hollywood mình mà thật sự là bây giờ nó có ở ngoài đời sống nữa thưa quý vị càng ngày càng có nhiều loại virus nó sẽ xuất hiện nữa không phải chỉ cái virus thay mà này không à, một cái chuyến bay của hãng hàng không ryanair của tây ban nha buộc phải chuyển hướng và quay trở lại khi mà hạ cánh khẩn cấp tại một cái sân bay ở uh, địa phương bởi vì có một cái vấn đề thưa quý vị đó là một số hành khách nam một số ở đây trong bài báo này gọi là tên khốn à, đã đi tè khắp máy bay hết. Không phải một người thưa quý vị mà một nhóm người rất là đông. Tự nhiên là đi chung với nhau rồi bắt đầu không biết là vì lý do gì cả trong bài báo thì không có nói. Cái sự việc này nó xảy ra vào ngày thứ ba vừa qua, ngày 5 tây tháng 11 trên một cái chuyến bay. Cái chuyến bay này là FR3152. Nó bay từ Derby ở Anh cho đến là Turner Drive đây là một trong những cái hòn đảo rất là lớn trong quần đảo mà Canary ở Tây Ban Nha, một trong những cái nơi mà nghỉ dưỡng du lịch mà rất là nhiều hành khách và nhiều quốc gia trên thế giới người ta hay đến cái hòn đảo này để người ta nghỉ dưỡng. Cái chuyến bay này thưa quý vị, nó kéo dài 4 tiếng rưỡi đồng hồ. Nó đi chặt hướng sau khi mà những cái hành khách này à, bắt đầu náo loạn. Và trong bài báo này nó không có nêu rõ danh tính của những cái vị hành khách này thưa quý vị. Và khi mà những hành khách này bắt đầu gây náo loạn lên rồi họ bắt đầu họ đi tè họ tè trên khắp máy bay cả rồi họ đến ngay cả cái khoang buồng lái của phi công ngay chỗ đó rồi họ bắt đầu họ tè vào trong ngay, ngay cái buồng lái của phi công luôn thì những cái chiêu đại viên và thành viên cứu phi hành đoàn đã ra cái thông báo đọc thông báo ở trên um, máy bay đó, nói rằng là bây giờ là cái tốc độ hạ cánh bắt buộc là phải hạ cánh khẩn cấp tại vì quá đông những cái người khách như vậy mà đây là một cái nhóm người toàn là nam không mà cái chuyện mà có người để mà Uh, khống chế những cái tên này lại là không có tại vì trên máy bay được hiện uh, lúc thời điểm này thưa quý vị thì không có mặt của cảnh sát hay là không có mặt của những cái người những cái người hành khách nào mà khỏe mạnh hoặc nếu như có một người thì người ta có thể thể khống chế được còn đây là một số người, lượng người rất là đông Thành ra viên phi công của hãng hàng không Ryanair này thưa quý vị đã uh, phải quay đầu trở lại và hạ cánh tại một cái sân bay địa phương đó là cái sân bay mà Tenerife uh, máy bay khi mà trên đường mà hạ cánh xuống khẩn cấp hay hạ độ cao khẩn cấp á thì phi phi công cũng đã báo về cho cơ sở cảnh sát ở địa phương để mà những cái lực lượng cảnh sát cũng như làm các, các các cơ quan chức năng á người ta túc trực hẳn ngay chỗ dưới sân bay và khi mà mấy uh, máy bay vừa đáp xuống rồi thì cái lực lượng cảnh sát người ta đã áp giải những cái tên này uh, vào trong sân bay và bắt đầu điều tra thì hiện nay thì cái nhóm người này có phải là chịu trách nhiệm pháp lý nghiêm trọng vì có hành vi là hỗn loạn trên những cái chuyến bay và phải chịu tiền phạt lên đến hàng chục ngàn Mỹ Kim, lệnh cấm đi lại và thậm chí là những cái án tù, có thể là giam tù giam đối với những người này. Cũng song song cho cái thông tin này thưa quý vị, vào mùa hè năm ngoái thì cũng đã có một cái vị hành khách bị phạt là 400 Mỹ Kim khi mà cái vị hành khách này đã đi tè vào trong cái một cái ly ở trên chiếc chuyến bay đó. À, vì cái khi mà chậm chậm trễ cái máy bay á, hạ cánh chậm chậm trễ tại cái sân bay quốc tế là Kinfer Smith của nước Úc Australia thì cái người hành khách này chịu được không được, thành ra ông anh anh ta đã lấy một cái cốc ở trên máy bay xong rồi anh ta đã đã tè vào trong đó, thì rất là mất vệ sinh, nghe không là đã thấy mất vệ sinh rồi, à, bất chấp nhiều cái lệnh trừng phạt rất là nghiêm khắc của hiệp hội vận tải hàng không quốc tế là iata, người ta nói rằng à, nhiều cái báo cáo những cái vụ việc mà hành khách gây hỗn loạn nó đã gia tăng trong suốt thời gian qua bao gồm những hành vi như là ngược đãi, đe dọa và thậm chí là gây nguy hiểm cho sự an toàn của chính chuyến bay, những hành khách thậm chí là đánh luôn cả chiêu đại viên và tấn công luôn cả những cái viên phi công. À, cũng trong ngày thứ tư vừa qua, Lê Thái cũng đã đưa tin đến quý vị là có một cái hành khách đã hung hăng cố gắng mở cửa thoát hiểm trên một cái chuyến bay từ Brazil đến Panama nhưng đã bị ngăn cản khi mà những cái hành khách còn lại đã xông vào và khống chế cái tên này và đánh anh túi bụi đến nỗi mà bất tỉnh luôn. Và đây là một cái bản tin là chúng ta thấy rằng là có những cái chuyện dở khóc dở cười trên những cái chuyến bay mà chúng ta cũng không thể nào ngờ tới. Wow. Khủng khiếp mình mà coi như là rất là xui xẻo mới đi nhầm những cái chuyến bay như vậy. Thưa quý vị, người dân ở một cái thị trấn ở South Carolina đang được giới hữu trách đó khuyên rằng là hãy nhớ đóng chặt cửa nhà, đóng chặt cửa sổ lại sau khi có 43 con khỉ <laughs> con khỉ đuôi dài mà họ gọi là cái loài linh trưởng á ở trong một cái phòng thí nghiệm ở đây nó trốn thoát ra khỏi cái phòng đó. À, đến thời điểm này thì nói là chưa có con nào bị bắt lại hết. Cái việc mà trốn thoát này mới xảy ra là vào ngày hôm qua thôi, ngày thứ năm. À, những cái con này người ta không có nói cho biết rằng là nó đã được ở trong phòng thí nghiệm này bao lâu, người ta dùng nó để nghiên cứu về vấn đề gì. Chỉ biết rằng á, là cái phòng mà thí nghiệm này gọi là Castle Hall ở Yamesty. Thì vào ngày hôm qua, không biết là tại sao mà đông loạt một cái 43 con nó trốn ra hết. Rồi người ta phải đặt bẫy xung quanh ở cái khu uh, trung tâm nghiên cứu này để mà coi bắt được. Nhưng mà không có con nào mà mà dính vào trong những cái bẫy này. Thì nói là những cái con này á có những con nó cao đến 21 inch rồi nó nặng khoảng 17 pound. Nó người ta không nói đến cái tính chất là hung hăng của nó. Người ta cũng không nói đến cái chuyện là những con này nó có thể là gây mầm bệnh. Nhưng mà họ chỉ khuyến cáo tất cả người dân là phải đóng chặt cửa ra vào cửa sổ rồi hết. Và nếu như phát hiện ra những con này á thì hãy tránh xa nó ra và gọi ngay cho bên 911 là gọi đầu tiên là dễ nhất để mà họ đến họ tìm cách họ bắt những con này. Thì quý vị đã biết á, khi đối với lại các cái phòng thí nghiệm nghiên cứu ở đây, thật ra có những cái điều mà nghiên cứu nó hơn cái mức mà chúng ta tưởng tượng là họ làm cái gì nhưng mà khi mà dùng những cái con linh trưởng này hay những cái con khỉ đuôi dài này là những cái cái con mà nó tiến hóa gần với con người nhất đó thì làm mà chúng ta xem trong những cái bộ phim khoa học viễn tưởng nhiều con mà nó đi ra từ phòng thí nghiệm này nó ghê gớm lắm nó bị chích tùm lum cái thứ thuốc ở trong đó để mà nghiên cứu cho nên là không biết nó như thế nào thì đây là một cái cảnh báo cho người dân sống ở gần đó xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại